Là doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng được biết đến với nhiều dự án quy mô lớn như công trình trụ sở Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao, trụ sở Bộ Công an, trụ sở Thông tấn xã Việt Nam, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, khu đô thị Nam Thăng Long. Tiếp nối thành công của chuỗi dự án đầu tư Lạc Hồng Lotus 1, Lạc Hồng Lotus 2, công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng tiếp tục cho ra mắt dự án căn hộ cao cấp Lạc Hồng Lotus Hạ Long với tiện nghi hoàn hảo và môi trường sống xanh mát, đáp ứng tối đa nhu cầu của cư dân về một cuộc sống an lành, hạnh phúc tại Quảng Ninh. Vị trí và thông tin dự án: tọa lạc trên đất vàng của thành phố Hạ Long, Lạc Hồng Lotus Hạ Long là dự án hiếm hoi được thừa hưởng trọn vẹn các tiện ích đồng bộ từ hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng cơ sở và một cộng đồng dân cư văn minh, phát triển. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng gần 3.400 m2, quy mô 33 tầng, với 568 căn hộ cao cấp cùng hệ thống tầng hầm để xe rộng rãi, giúp giải quyết triệt để vấn đề để xe của cư dân, sở hữu lợi thế trung tâm thành phố. Cư dân Lạc Hồng Lotus Hạ Long có thể nhanh chóng di chuyển đến chợ Hạ Long 2, Vincom Plaza Hạ Long, sân bóng đá Yết Kiêu, Cung Văn hóa Việt Nhật, trường học, bệnh viện tỉnh Quảng Ninh và các khu kinh tế, văn hóa phát triển khác của thành phố. Đặc biệt, các căn hộ cao cấp tại đây đều có hướng nhìn trực diện ra Vịnh Hạ Long, công viên Hạ Long, Hồ Yết Kiêu vô cùng tuyệt đẹp. Sống tại Lạc Hồng Lotus là trải nghiệm cuộc sống tiện nghi trung tâm thành phố và hưởng thụ cuộc sống thơ mộng hướng Vịnh. Tại Lạc Hồng Lotus Hạ Long, các gia đình không chỉ được thừa hưởng không gian nội thất sang trọng, hiện đại, hệ thống thang máy, hầm để xe rộng rãi, có camera giám sát 24/7, hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt tiêu chuẩn, mà còn được thỏa mãn với những giá trị sống tiện nghi hoàn hảo trong một tổng thể khép kín với các dịch vụ đa dạng như trung tâm thương mại, siêu thị, hiệu thuốc, nhà trẻ, phòng tập gym, spa, khu vui chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng cùng nhiều tiện ích lân cận khác như chợ, công viên. Được thiết kế tối ưu với diện tích linh hoạt từ 61,2 m2 đến 105,42 m2 và bố trí các phòng chức năng vô cùng hợp lý. Các căn hộ tại Lạc Hồng Lotus Hạ Long luôn được đảm bảo khoảng không đón nắng đón gió tự nhiên, đồng thời tạo cảnh quan rộng rãi, thoáng mát, giúp cho cuộc sống của cư dân trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn bao giờ hết. Nếu những gia đình trẻ hiện đại hoặc các cặp vợ chồng mới cưới bị hấp dẫn bởi các căn hộ 2 phòng ngủ, thì các gia đình truyền thống sống nhiều thế hệ lại có sự quan tâm đặc biệt với các căn hộ 3 phòng ngủ rộng lớn vì khả năng đáp ứng tốt hơn các nhu cầu sinh hoạt của tất cả các thành viên. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng và tôn chỉ, kiến tạo không gian sống mơ ước cho các cư dân Lạc Hồng Lotus, chủ đầu tư đã tâm huyết xây dựng dự án trở thành một nơi đáng sống bậc nhất khu vực, cùng hệ thống tiện ích hoàn hảo. Hãy trải nghiệm ngày mới tại Lạc Hồng Lotus Hạ Long để cảm nhận cuộc sống thú vị đến từng phút giây trong một tổ ấm an cư lý tưởng với đầy đủ tiện nghi và không gian sống trong lành, xanh mát. Dự án được phân phối chính thức bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc.